Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 8 tháng 1 năm 2020 thì chúng tôi lại tiếp tục làm clip giới thiệu tới toàn thể quý khách trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là cửa võng gỗ hương đỏ của Nam Phi. Cửa võng này có tên gọi là cửa võng hồng chỉ. Về thông số của bộ cửa võng này như sau: cửa võng này chúng tôi làm dài là 2m46, dày 5 phân. Còn phần đuôi là chúng tôi làm dài 1m1. Phần cửa võng chính này chúng tôi làm võng xuống là 70. Đây, chúng ta cùng đi vào đường nét chi tiết đây. Phần võng đây là chúng tôi làm rộng 70. Phần dày chúng tôi làm dày 5 phân. Quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại là 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi có để mô tả cửa võng ở phần mô tả, thì quý vị nào có thời gian thì hãy đọc phần mô tả, không thì quý vị hãy xem hết video thì cũng biết được là sản phẩm mình cần thông số kích thước như nào. Phần giữa đây là chúng tôi đục hoa hồng đây và hai chú chim đang ngoái về hai bên đây. Phần võng là chúng tôi làm 70, độ dày là 5 phân chưa kể những phần chắp. Một 100% chúng tôi là đục tay thủ công và chất liệu là gỗ hương đỏ của Nam Phi. Phần đuôi chúng tôi làm dài 1m1. Đây là mẫu cửa võng đang thịnh hành nhất trên thị trường hiện nay. Đây, chúng ta cùng qua xem sản phẩm, đó là đuôi cửa võng đây. Khi nào chúng tôi lắp đặt thì chúng tôi mới lắp vào, còn không thì bình thường thì chúng tôi để rời. Toàn bộ là đục tay kênh bong. Tôi quay lại gần cho quý vị xem này, y như là dáng cây thật vậy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Quý vị hãy like, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất. Hoặc quý vị nào muốn sở hữu bộ sản phẩm như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi là nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Toàn bộ phần cửa võng này chúng tôi đã đục tay rất là sắc nét. Quý vị có thể tham khảo thêm mẫu mã hình ảnh sản phẩm thì quý vị truy cập vào website nội thất la xuyên.com hoặc Facebook Đồ Gỗ Hiền Lanh. Chúng tôi đang sở hữu trên 10.000 ảnh về các mẫu mã sản phẩm mỗi liên quan tới đồ gỗ, thì quý vị nào cần thì quý vị có thể qua đó để lấy hình ảnh trực tiếp. Còn trên đây là chúng tôi chỉ giới thiệu sản phẩm qua video. Quý vị nào muốn lấy hình ảnh thì truy cập vào Facebook hoặc website. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.